Trong video của bạn thì bạn có đề cập đến là cái việc nhà nước mới ra luật mới là cấm quay phim chụp hình cái cảnh giết hại động vật hoang dã, vì vậy là cần xử lý nghiêm những cái trường hợp vi phạm để răn đe với người gọi điện thoại cho mình bảo rằng là hãy chuyển cho họ một cái khoản tiền nào đó để họ có thể là xử lý cho mình khỏi bị xử lý hình sự hay là khỏi bị nộp phạt. Đấy, thì trong trường hợp này là bạn đừng dại dột mà làm theo lời của họ, bởi lý do trong trường hợp này đang có những cái đối tượng là lợi dụng cái việc là hành vi của bạn để trục lợi. Mai Tiến Luật, luật sư của mọi nhà, liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn miễn phí. Chào cả nhà, tôi là luật sư Mai Tiến Luật đây. Hôm qua thì có nhiều bạn vào kênh YouTube của tôi để lại những cái bình luận với nội dung là mong luật sư giúp đỡ bạn sang vlog vì bạn ấy đang gặp một số rắc rối về pháp lý. Thì cụ thể là trong cái video của mình, bạn Sang có quay lại những cái cảnh là săn bắt và giết hại ba con càng tôm, hay có những cái tên gọi như là rồng đất. Đấy, thì cái việc cái hành vi của bạn đã bị công an, lực lượng công an chức năng đến nhà để làm việc và có thể ra cái phán quyết là xử phạt hành chính hay là xử lý hình sự. Thì theo đó thì hôm qua là luật sư OK, là luật sư cộng sự của tôi, có làm một cái video tư vấn cho trường hợp của bạn Sang Vlog. Thì trong trường hợp này luật sư OK cũng đã phân tích rất rõ là bạn Sang sẽ không bị xử lý hình sự. Thì xử lý về mặt hành chính ở mức độ nào thì còn căn cứ vào quyết định điều tra của công an. Các bạn có thể xem lại video này và biết được là bạn Sang Vlog sẽ bị xử lý ở mức độ là như thế nào, bao nhiêu tiền. Trong video này thì tôi sẽ phân tích thêm về những cái lưu ý dành cho bạn Sang Vlog khi làm việc với cơ quan chức năng để tránh là bị trục lợi. Một vài cái mặt trái xoay quanh những vấn đề giết hại động vật hoang dã đang diễn ra trên YouTube hiện nay. Như vậy chúng ta sẽ tóm tắt lại nội dung trong video mà luật sư OK đã tư vấn cho chúng ta, bao gồm những cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là càng tôm hay là rồng đất là loài động vật thuộc danh mục sắp nguy cấp, không phải thuộc đối tượng ở cái nhóm 1B, 2B trong bộ luật hình sự có quy định. Vì vậy thì sẽ không có chuyện là bạn Sang Vlog sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái hành vi là giết ba con rồng đất này. Thứ hai là đối với cái hành vi giết hại ba con cái tôm thì bạn Sang sẽ bị xử phạt hành chính là ở cái mức là từ 5 triệu đến 15 triệu đồng cho toàn bộ cái hành vi của mình, chứ không phải là xử phạt 15 triệu đồng trên một con và ba con cộng dồn là 45 triệu. Nên mọi người chú ý cái điểm này. Cái điểm này thì căn cứ vào cái điểm A khoản 1 điều 21 của nghị định là 35 năm 2019 của Chính phủ có quy định. Trong video của bạn thì bạn có đề cập đến là cái việc nhà nước mới ra luật mới là cấm quay phim chụp hình cái cảnh giết hại động vật hoang dã, vì vậy là cần xử lý nghiêm những cái trường hợp vi phạm để răn đe. Theo thông tin này thì chưa chính xác nhé bạn Sang. Mới đây thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì theo đó thì bộ này sẽ có cái quyền để chủ động các cái biện pháp ngăn chặn các cái hành vi như là săn bắt này, giết thịt trái phép đối với động vật hoang dã. Và đối với Bộ Thông tin và Truyền thông thì khẩn trương có những cái biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi như là sản xuất này, phát tán video các cái đoạn phim như là video clip về việc săn bắt này, hái lượm trái phép đối với cái động vật hoang dã theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên thì đến bây giờ luật sư vẫn chưa nắm được những cái nội dung như là bất kỳ chỉ thị nào hay là công văn nào đề cập đến cái việc mà xử lý hành vi vi phạm như bạn đề cập ở trong cái video của bạn. Vì vậy thì tôi có một cái số lưu ý cho bạn Sang khi làm việc với cơ quan chức năng là bạn cần đọc rõ những cái nội dung văn bản mình khai hoặc là cơ quan chức năng ghi để nắm rõ là những cái hành vi vi phạm của mình, những căn cứ xử phạt trước khi các bạn ký vào văn bản, ký vào quyết định xử phạt. Nếu bạn có những bất kỳ thắc mắc hay là trục trặc nào thì bạn có thể gọi điện cho tôi để được trợ giúp pháp lý kịp thời nhé.
Tôi có một cái số lưu ý hết sức quan trọng nữa dành cho bạn Sang hay là bất kỳ ai vướng vào cái trường hợp này. Thì nếu trường hợp của bạn Sang hay là bất kỳ ai mà có những trường hợp là có những người gọi điện thoại cho mình bảo rằng là hãy chuyển cho họ một cái khoản tiền nào đó để họ có thể là xử lý cho mình khỏi bị xử lý hình sự hay là khỏi bị nộp phạt. Đấy, thì trong trường hợp này là bạn đừng dại dột mà làm theo lời của họ. Bởi lý do trong trường hợp này đang có những cái đối tượng là lợi dụng việc là hành vi của bạn để trục lợi. Đấy, bởi lý do là về cái việc mà hành vi của bạn là không vi phạm về mặt hình sự. Đấy, chỉ có về mặt hành chính là bạn đã vi phạm. Và trong trường hợp này thì khi làm việc với công an là phải có quyết định xử phạt số tiền bao nhiêu được quy định trong văn bản, chứ không phải là giao một khoản tiền đó cho ai. Và cái số tiền này bạn phải nộp vào kho bạc của nhà nước theo cái văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đấy, cho nên trong trường hợp này là nếu mà có những người gọi điện cho bạn như vậy thì họ đang là nhằm vào là bạn có thể là kém hiểu biết pháp luật, hoặc là họ biết bạn đang làm YouTuber để có những cái khoản tiền nào đó và họ muốn trục lợi về cái việc này, về cái hành vi của bạn. Như những phân tích ở trên thì chắc chắn là hành vi của bạn Sang sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đấy, những cái người mà gọi điện cho bạn là họ chỉ lợi dụng sự lo lắng, không hiểu biết về mặt pháp luật của bạn để trục lợi cho bản thân của mình. Đó là hành vi vi phạm pháp luật cho cả cái người giao và cái người nhận tiền. Cho nên bạn không nên là giao tiền cho người ta là có thể là phạm với tội là đưa hối lộ và nhận hối lộ. Thì đối với những cái cuộc gọi hay là đề cập như vậy, bạn nên ghi âm lại để những cái cuộc gọi hoặc là những cái buổi làm việc với những cái người đó để làm căn cứ tố giác tội phạm sau này nếu có cơ sở. Khi làm việc với cơ quan chức năng thì bạn cứ thoải mái bình tĩnh trên cương vị là một người vi phạm, và chúng ta phải chấp nhận nộp phạt nếu là hành vi của mình có vi phạm pháp luật. Ok, kết thúc cái chuyện của bạn Sang Vlog ở đây thì chúng ta sẽ chuyển sang những cái YouTuber mà chuyên làm về săn bắn hải lượm hiện nay. Thì như đã có những cái đề cập ở trên thì theo phản ánh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủ tướng đã chỉ đạo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Thông tin và Truyền thông là phải xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Nhẹ thì có thể là phạt hành chính, phạt tiền, xóa video, xóa kênh. Nặng thì có thể bị xử lý hình sự được quy định tại điều là 234, điều 244 của Bộ luật hình sự. Nếu hành vi của bạn là xâm phạm đến động vật hoang dã mà thuộc nhóm 1B và nhóm 2B như luật quy định. Nhóm 1B, 2B này thì các bạn phải hiểu là những cái nhóm động vật là có thể là đang gần tuyệt chủng và được bảo vệ như là hổ báo hay là tê tê. Nếu các bạn nào muốn biết những cái loài động vật nào mà thuộc nhóm 1B, 2B này nằm ở danh sách đỏ của Việt Nam thì để chúng ta khỏi bị rắc rối, có thể là xem thêm ở cái phần mà mô tả ở video ở phần dưới của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liệt kê những cái loài động vật theo nhóm đó để các bạn nắm được. Sự việc của bạn Sang Vlog cũng là cái lời cảnh báo cho chúng ta, cảnh báo cho những YouTuber đang làm về chủ đề động vật hoang dã. Và các bạn hết sức là cân nhắc nếu không muốn gặp rắc rối về mặt pháp lý về sau nhé. Ok, tôi là luật sư Mai Tiến Luật. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Mai Tiến Luật, luật sư của mọi nhà. Liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn miễn phí.